chào, rất vui khi tôi được gặp lại các bạn. Sáng sớm ngày 26 tháng 12 năm ngoái 2023, dân mạng Việt Nam được một phen nhốn nháo. Các thành viên của hội những người dậy sớm để thành công đã soi thấy một số vệt sáng lạ, khó giải thích trên bầu trời một số tỉnh thành phía Bắc. Và ngay trong buổi sáng, các hình ảnh và video ghi lại hiện tượng này đã được lan truyền với tốc độ chóng hết cả mặt. Theo thông tin thu thập được từ mạng xã hội, các vệt sáng lạ có thể được nhìn thấy tại các địa điểm như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa. Nó xuất hiện vào khoảng sau 5 rưỡi sáng khi trời vẫn còn nhá nhem tối. Qua các hình ảnh được chia sẻ, ta thấy rằng vệt sáng gồm hai phần, một dải dài uốn khúc như một tấm lụa và một vệt sáng có hình Amazing Good Job nón. Trên mạng, người ta cuống cuồng đi tìm lời giải cho hiện tượng này. Người thì đoán đó là khói tàu vũ trụ của người ngoài hành lang. Người thì giải thích là đèn pha máy bay hoặc động cơ tên lửa. Quái oằm ở chỗ, cái nào nghe cũng lọt tai, nhưng sự thật thì chỉ có một. Và VFX ở đây để giúp bạn tìm ra chân tướng của hiện tượng này. Xem hết video mà thấy mộ dung phục thì đừng tiếc một like nha chị em. Nhưng trước hết, hãy cùng điểm qua một số giả thuyết thú vị tới từ các chuyên gia nha. Đầu tiên, một thành viên của Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam cho rằng hình ảnh này giống như ánh sáng phản chiếu của đèn pha máy bay. Chuyên gia này cho rằng thời tiết vào sáng sớm ngày 26 tháng 12 rất lạnh, có sương mù. Trong điều kiện đó, bất kỳ nguồn sáng nào như đèn pha hạ cánh máy bay đều có thể tạo thành một quầng sáng. Ông này cũng thẳng thắn loại trừ khả năng vệt sáng lạ có nguyên nhân từ việc phóng tên lửa. Theo tìm hiểu của VFX, hiện tượng tự nhiên mà vị chuyên gia này nhắc tới là quầng trăng, Moon Halo, tên gọi khác là quầng sáng 22 độ. Nó là một quầng sáng có bán kính biểu kiến khoảng 22 độ xung quanh mặt trăng hoặc mặt trời. Nó được hình thành khi mà ánh sáng mặt trời hoặc mặt trăng bị khúc xạ bởi hàng triệu tinh thể bằng hình lục giác lơ lửng trong không khí. Như vậy, giả thuyết của vị chuyên gia tạp chí Năng lượng Việt Nam rất hợp lý, nhưng có một lỗ hổng. Đèn pha máy bay thường nằm ở đầu và hai cánh máy bay. Chúng rất sáng, công suất lên tới 600 W, gấp chục lần so với đèn pha ô tô bình thường. Nhưng trong các đoạn video mà người dân cung cấp, các vệt sáng di chuyển giật lùi. Nghĩa là hoặc là vị chuyên gia này chưa xem video vệt sáng mà người dân quay lại, hoặc là vị này cho rằng đèn pha lắp ở đuôi máy bay, hoặc là máy bay chở khách có số lùi. Một vấn đề quan trọng hơn mà vị chuyên gia cũng quên để ý, đó là tầm hoạt động của các máy bay thương mại thường hiếm khi vượt quá 11.600 m. Với độ cao đó, thật khó để ánh sáng đèn pha có công suất chỉ 600 W lại có thể tạo ra một vệt sáng được nhìn thấy cùng lúc từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam và thậm chí là cả Thái Lan. Có thể bạn đã biết, độ cong của trái đất giới hạn tầm nhìn của tất cả mọi người. Theo tính toán, tại mực nước biển của trái đất, một người cao 1,7 m sẽ bị che khuất bởi đường chân trời tại khoảng cách 4,65 km. Tại độ cao hành trình tối đa của máy bay thương mại 11.600 m, khoảng cách xa nhất mà một người ở dưới mặt đất có thể nhìn thấy ánh sáng của đèn pha máy bay là 385 km trong điều kiện lý tưởng. Nghe có vẻ hợp lý, bởi vì khoảng cách từ Hà Nội đến vùng đất gần nhất thuộc địa phận Thái Lan chỉ khoảng 360 km theo đường chim bay. Nhưng hãy bình tĩnh, máy bay chỉ bật đèn pha trong một số rất ít trường hợp, thường là khi bay ở độ cao dưới 3.000 m, trong lúc cất hạ cánh và trong trường hợp khẩn cấp. Tại độ cao 3.000 m, khoảng cách xa nhất mà người dân ở dưới mặt đất có thể nhìn thấy vầng sáng tạo ra bởi đèn pha máy bay giảm xuống chỉ còn 196 km. Nếu vậy thì các bạn Thái Lan sẽ không thể quan sát thấy hiện tượng này. Một giả thuyết khác tới từ Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam thì cho rằng đây là hiện tượng phá vỡ bức tường âm thanh. Bức tường âm thanh là tên gọi phổ thông của thứ có bản chất là các sóng xung kích được hình thành khi một vật, phổ biến nhất là máy bay phản lực, vượt qua tốc độ của âm thanh trong không khí khoảng 343 m trên giây hay 1.234 km trên giờ. Nếu như bạn theo dõi VFX đã lâu, bạn có lẽ đã từng nghe về Sonic Boom. Khi một chiếc máy bay lao vút trong không trung, nó sẽ nén các sóng âm thanh tại mũi và cánh. Khi máy bay tăng tốc tới gần vận tốc âm thanh,
các sóng này bị dồn lại, hợp nhất với nhau thành một sóng xung kích duy nhất. Khi máy bay vượt qua tốc độ âm thanh, sóng xung kích này bị bỏ lại phía sau. Nó giải phóng ra một hình nón phía sau máy bay, tạo ra một hoặc một loạt tiếng động lớn, đinh tai nhức óc, nghe giống như tiếng nổ hoặc tiếng sấm, thậm chí có thể làm vỡ kính cửa sổ. Trên thực tế, tiếng nổ siêu thanh không hề vui, tới mức một số quốc gia có quy định cấm bay siêu thanh trên đất liền. Việt Nam hiện tại đang sở hữu một dàn máy bay chiến đấu hiện đại Sukhoi Su-30 MK2, có thể bay nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Theo chuyên gia từ Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, sự giảm áp suất đột ngột phía đuôi máy bay sau khi vụ nổ xảy ra thường tạo nên một đám mây trắng, có thể có hình dạng như trong các tấm hình lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, VFX nghi ngờ rằng những vệt sáng rạng sáng ngày 26 tháng 12 năm 2023 có thể không được tạo ra bởi một tiếng nổ siêu âm. Đầu tiên, mặc dù tiếng nổ siêu âm chỉ có thể được nghe thấy bởi những người vô tình đứng tại điểm giao cắt với một vùng có hình nón phía sau máy bay, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ báo cáo nào về việc nghe thấy một tiếng nổ lớn vào thời điểm quan sát thấy các vệt sáng. Ngoài ra, kích thước của vệt sáng cũng có phần quá to lớn so với quy mô của một chiếc tiêm kích cỡ Su-30, nhất là khi nhìn từ hàng chục, thậm chí là hàng trăm cây số. Trong các video vụ nổ siêu thanh mà VFX tìm thấy trên YouTube, các đám mây trắng được tạo ra bởi vụ nổ cũng thường biến mất rất nhanh, chứ không tồn tại lâu dài và rõ nét như trong các đoạn video mà người dân quay chụp được. Nhưng VFX có một giả thuyết khác, cũng đồng thời là giả thuyết mà tôi đã comment vào một bài đăng của anh em trong group VFX Community vào sáng hôm xảy ra sự việc. Hiện tượng mà tôi nhắc tới có tên là trạng vang, Twilight Phenomenon. Quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đẩy sinh ra khí thải. Khí thải này cùng với nhiên liệu tên lửa còn sót lại trong vệt hơi, tiếp xúc với hơi lạnh đột ngột tại các tầng trên của khí quyển, ngưng tụ và đóng băng. Sau đó, chúng giãn nở do không khí trên cao loãng hơn. Đúng như tên gọi, hiện tượng trạng vạng thường đi kèm các vụ phóng tên lửa trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút trước khi mặt trời mọc hoặc sau khi mặt trời lặn. Thời điểm này là tối quan trọng bởi vì vào lúc bình minh và hoàng hôn, mặt trời ở dưới đường chân trời, nghĩa là đã khuất khỏi tầm nhìn, nhưng các tia sáng của nó vẫn có thể chiếu sáng các tầng khí quyển cao hơn. Khi tên lửa bay lên cao, nó ra khỏi bóng tối và đi vào khu vực có ánh sáng và được mặt trời soi chiếu. Hàng triệu hạt khí thải giống như hàng triệu lăng kính hiển vi phản xạ, tán sắc những giọt nắng đầu tiên hoặc cuối cùng trong ngày, tạo ra vệt sáng rực rỡ giàu màu sắc mà người dân nhiều tỉnh thành tại Việt Nam và Thái Lan nhìn thấy. Ngoài hình chóp nón, vệt khí xả cũng có thể có hình xoắn ốc hoặc một dải oằn tà lao văn. Nhiều người lầm tưởng rằng khi vệt khí xả của tên lửa xoắn quẩy hoặc thắt nút lại, nghĩa là tên lửa đang gặp sự cố và sắp phát nổ. Thực tế không phải vậy. Khi các luồng khí xả của tên lửa đi qua một vùng không gian yên bình, nó sẽ có hình nón. Thế nhưng khi nó đi qua thung lũng, khi gặp phải các luồng gió giang hồ, gọi là gió đất, wind shear. Nôm na là khi gió trên các tầng cao của khí quyển đổi hướng hoặc đổi tốc độ đột ngột trong một quãng ngắn, nó sẽ bị tẩm quất thành hình dạng uốn lượn hoặc xoắn ốc. Và hình dạng này vô tình khớp với những hình ảnh lan truyền trên mạng những ngày qua. Nhìn chung, hiện tượng trạng vạng thường xuất hiện trong vòng từ 2 đến 3 phút kể từ thời điểm tên lửa rời bệ phóng. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết mà vệt khí thải đầy màu sắc này có thể tồn tại trên bầu trời tới nửa giờ trước khi biến mất. Trạng vạng là một hiện tượng tương đối hiếm và phải nói là người dân Việt Nam tại các tỉnh thành nói trên đã rất may mắn khi chiêm ngưỡng được kỳ quan nhân tạo này. Bởi theo tìm hiểu của VFX, kể từ năm 1958, đã có hơn 1.800 event phóng tên lửa vào không gian được tổ chức tại căn cứ không gian Vandenberg, bờ biển miền trung California của Mẽo. Tuy nhiên, rất ít lần mà hiện tượng trạng vạng được người dân Mẽo quan sát thấy. Nhưng muốn có khí thải động cơ tên lửa thì ắt phải có một thế lực nào đó phóng tên lửa chứ. Việt Nam chúng ta không phóng, Triều Tiên không phóng, thế thì ai phóng tên lửa? Ai? Who? Câu trả lời là tung của lả.
Theo một số trang tin quốc tế, vào lúc 6 giờ 39 phút sáng ngày 26 tháng 12 giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh 11 vào vũ trụ, đưa 3 vệ tinh vào quỹ đạo để thực hiện các thí nghiệm khoa học và thử nghiệm công nghệ vũ trụ. Vụ phóng được thực hiện từ vùng biển ngoài khơi thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, cách Hà Nội 650 km và cách Thái Lan ít nhất gần 1.000 km theo đường chim bay. Tên lửa Trường Chinh 11 của Trung Quốc cao 20,8 m, tương đương một tòa nhà 7 tầng. Nó có thể đưa 350 kg hàng hóa lên quỹ đạo vũ trụ cách mặt đất 700 km. Theo tìm hiểu của VFAX, các vệt khí thải của tên lửa có thể kéo dài tới tầng bình lưu, thậm chí đến hết tầng trung lưu ở độ cao từ 50 đến 85 km. Ở độ cao này, hiện tượng trạng vạng có thể được quan sát từ khoảng cách 1.040 km, tức là vừa đủ để có thể được nhìn thấy từ đất Thái Lan. Giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đi trước Việt Nam 1 giờ, nghĩa là vụ phóng tên lửa Trường Chinh 11 xảy ra vào lúc 5 giờ 39 phút giờ Việt Nam. Như vậy, các vệt khói tên lửa có thể tồn tại trong khoảng thời gian từ 5 giờ 40 đến hơn 6 giờ sáng giờ Việt Nam, trùng khớp với thời điểm mà người dân miền Bắc nước ta trông thấy hiện tượng lạ. Vì những lý do đó, VFAX cho rằng có tới 69,96% khả năng những vệt sáng lạ mà bà con miền Bắc trông thấy sáng sớm ngày 26 tháng 12 là có liên quan tới vụ phóng vệ tinh của Trung Quốc. Anh chị em có quan điểm gì khác? Mời chia sẻ trong phần comment bên dưới. Như mọi khi, nhớ like video này để ủng hộ chúng tớ, đăng ký kênh và rung chuông để theo dõi các content khoa học bổ não từ VFAX. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.